cô đánh dùm con lên đây. Dạ đúng rồi đó, đó cái tiếng chuẩn của nó. Cô chỉ cần kiểu như nhấc lên tự cho nó rớt xuống á là âm thanh nó cực kỳ ấy nhá. Dạ. Căng lắm đó mà. Cái này xay xay cái đấy để lại xay. Đúng đấy, được xay lại rồi đó. Nhích lên tí nữa à cô? Cô nhích lên tí nữa đi. Nhích lên, đúng rồi, đó đó. Đó. Cái đó cô thầy đánh một cơ sở sản xuất chống chiêng chuông mó Tiến Di. Hôm nay cơ sở chúng con chuẩn bị bàn giao là hai hòm công đức và bộ chuông mó lớn đường kính là 52 cm về chùa Linh Ứng, tỉnh Bạc Liêu ạ. Hôm nay con quay tại thực tế tại chùa. Các quý thầy quý cô, quý Phật tử ở phương xa cứ yên tâm khi đặt cơ sở chúng con. Cơ sở chúng con là có địa điểm trụ sở, mã số thuế đầy đủ và đăng lên các mạng xã hội là cho các quý thầy quý cô hàng thực tế luôn ạ. Các quý thầy quý cô có nhu cầu xin liên hệ cơ sở Tiến Di Con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm các chi tiết về các sản phẩm. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn các quý thầy quý cô ạ. À, con A Di Đà Phật ạ. Yeah.